Người Việt Nam ơi, khoan bạn, ok, ngày này mình sẽ nấu xúc xích Hàn Quốc. Dễ lắm bạn, làm dễ lắm. Còn tên quán á, chuẩn bị nè, đừng nhắm mắt. Ok, chuẩn bị bắt đầu. So mình làm wet batter. Wet batter là bột ướt. Bột ướt của mình, ok. So đây là hai bột mì đấy. Or hai chén bột mì. Đây là bột bắp vàng. Mình có một chén đấy, or nửa chén đấy. Bốn chén đường. Ủa, không phải 4 chén đường, 4 muỗng đường, 1 muỗng muối, 2 muỗng bột nữa. Quậy này lên cho điều dấu. Đó, điều dấu xong rồi bạn. Mình có 2 cái tượng đấy, 2 chén sữa đấy, 4 muỗng dầu. Đó, quậy lên. Quậy này lên xong rồi bạn. Mình bỏ bên ạ, ok. Bắt đầu, so mình có xúc xích đấy. Vì mozzarella cheese là phô mai. Vì cái lẽ đâm, ok. So, mình làm này được bà nè. Mình cắt miếng phô mai ra. Mình cắt miếng cục cho mình đông vô đi. Đó. Cắt xuống kiểu này. Mình cắt xuống kiểu này. Bỏ bên đi. Xúc xích. Cắt dụng ghê luôn bạn. Đó. Ok, xúc xích vì phô mai cắt lá xong rồi bạn. Mình lấy một cái lẹ đấm. Mình đấm một cái xúc xích vô. Đó. Một miếng phô mai. Đó. Dễ không? Xúc xích lại. Phô mai. Là xúc xích. Đó. Còn là cái miếng này đấy. Mình cắt đi, xong mình muỗng dài. Đó. Một lẹ xúc xích phô mai Hàn Quốc. Ok, đâm vô xong rồi bán. Mình có 6 lẹ xúc xích Hàn Quốc. Ok. Ok, chuẩn bị bắt đồ. Chiếc này bạn, số quán có dâu đây. Dâu đấy ngồi đây 20 phút rồi bạn. 20 phút xong rồi mình mới một cái lẹ mình. Rồi cái đùa mình bỏ vô. Rồi mình thấy cái này xeo lên nè. Dầu nóng rồi, ok. Mình lấy một xúc xích. Mình bỏ bột mì đây. Bột mì khô rồi bạn. Đó, thổi ra. Mình lấy vô, bỏ vô. Bỏ vô cái gì nè bạn. Đây là wet batter. Wet batter là không biết lên. Bột ướt. Bỏ vô bột ướt của mình. Đó. Chấm vô hết luôn. Rồi mình thổi này ra đi. Or shake off any excess ở bạn. Mình muốn bột cái này dai nhiều bạn. Ok, qua quán gọi đây panko. Panko là bột khô của dược các bạn. Lấy này ra hết. Rồi mình lăn vô bột khô dược. Or panko crust. Or panko crumbs bạn. Đó. Làm xong rồi bạn. Mình bệt bên đi. Lăn vô hết xong rồi bạn. Mình lấy một cái xúc xích mình đi. Thả vô dầu mình đi. Đó. Rồi mình cho này chiên lên 3-5 phút bạn. Ngon chưa? Cho vô hết đi. Đó. Đó. 3-5 phút xong rồi bạn. Mình gắp lá đi. Đó. Còn chưa? Vô dâu thằng bạn. Cho cái dâu này ra đi. Thèm chạy chặt miếng bạn. Quăng bỏ đây ra. Ba miếng đấy. Người Hàn Quốc thích ăn vì đường luôn bạn. Số quán bỏ đường có ba cái đấy. Đó. Ba cái đường, ba cái không có đường. Ok.
Đây nè. Ai thèm về qua nhỉ? Ngon chưa? Đã chứ bạn. Ok, chuẩn bị bắt đầu bạn. Đây là xúc xích vì gì nè? Phú Mai đâu Hàn Quốc đó, cắn miếng này bạn. Cắn nè, ngon không? Đó, con vô nè. Thèm chạy được miếng bạn. Vô nè. Ôi trời, ngon mà. Đây là bên bên Mỹ ở bên Canada, mình có này corn dog. Đó. Phô mai luôn rồi. Ôi trời ngon. À. Ngon chưa? Có chung rồi. Đạt rồi đi bạn. Đó. Nè, ở nhiều người Hàn Quốc ăn vị kiểu này luôn bạn nè. Kiểu này nào. Bò. Yellow mustard quấy. Bò những bạn. Cái này hơi ăn nè, này là ăn hơi đắng đắng. Và ketchup. Ketchup là tomato sauce bạn. Đó, miếng này. Miếng ngọt, miếng đắng. Ok, cắn miếng này nè, bạn. Ngon không? Đó, con nhô nè. Thèm chạy được miếng bạn. Wow. Wow. Phun mái lại nè, tặng miếng băng. Ngon lắm. Ngon lắm. Vô lại nè. Ngon gì sớm bạn. Ngon ngạt không bạn. Có chung à. Cái bột cũng ngay. Cái bột mềm. Mềm và giòn. Ok. Một cái nữa bạn, một cái không có đường. Cắn miếng này, ngon. Đó, nhớ nè. Thèm chặt thêm miếng bạn. Xúc xích rất là ngon. Phô mai. Ăn vui chứ. Ngon ngày xưa không bạn? À, mình ketchup nè.
Nhìn mắt xưa lắm. Cháu hơi đạnh đạnh. Cảm ơn nè. Đó. Chú nè. Ngon vậy sợ. Phô mai là ngon. Bạn phải làm đây là gạo. Đừng đi mua. Nam phải giao rẹt không bạn? Nam phải giao rẹt. Vì ngón không bạn? Bưa rồi. Thôi ba một thầy có ăn đồ gì nữa. Xám xuống đây nè, xám xuống đó. Quán thấy á, quán đầu cho bạn cho. Ok. Bye bye.